Kemni Henza được biết đến là dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội. Cùng với đó là công thức đặc biệt kết hợp với các thành phần tự nhiên quý hiếm. Chưa dừng lại ở đó, mà giúp hỗ trợ điều trị cho các chị em đang gặp vấn đề về làn da bị nám và thâm sạm nữa. Nó đã vượt xa với những loại trị nám, tàn nhang thông thường mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên để đem đến hiệu quả sản phẩm vượt trội bạn cần phải có cách sử dụng Kemni Henza đúng chuẩn năm sao nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến kem Nihenza, chúng ta phải kể đến nhiều công dụng nổi bật của em này, khiến chị em mê mẩn khi sử dụng em nó. Với chiết xuất thành phần từ các thảo dược thiên nhiên quý hiếm, được đặc chế dựa trên cơ địa của làn da bị nám, tàn nhang lâu ngày, kem nihen có công dụng giúp hỗ trợ tối đa của các dưỡng chất protein và các vitamin, hấp thụ và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Đối với những làn da hư tổn trước đây do dùng các hóa chất mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng thì sẽ được dần cải thiện, phục hồi tối ưu và tái tạo lại làn da mới, căng tràn sức sống. Ngoài ra, khi sử dụng em này, thì chất kem hấp thụ vô cùng hiệu quả, giúp điều trị các vết nám lâu ngày, làm mờ dần và sẽ hết hoàn toàn các vết sạm nám li ti khó trị nữa nhé. Không những thế, kem ni henza còn chứa hoạt chất chống viêm và kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn tối ưu, giúp tái tạo các collagen dưới da và loại bỏ sự sưng tấy và ngứa cho da, để da luôn khỏe mạnh và đầy sức sống. Bên trên là những công dụng nổi bật của sản phẩm kem trị nám ni henza mà chị em cần phải tìm hiểu kỹ để lựa chọn sản phẩm tốt nhất phù hợp cho tình trạng da của mình nhé. Cách dùng kem dưỡng da sao cho hiệu quả luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nếu biết cách sử dụng, kem da, sẽ mang đến những hiệu quả vô cùng tối ưu với các bước cơ bản như sau nhé. Bước 1, làm sạch da với sữa rửa mặt. Bước 2, lấy một lượng kem da kem vừa đủ để thoa lên 5 điểm cơ bản của khuôn mặt. Bước 3, massage nhẹ nhàng từ 1-2 phút để chất kem có thể thấm sâu vào trong da hơn nhé. Kem da hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem Nihenza, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.